Vâng, em chào toàn thể tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Thì em mới về được những con đi đèn, thì về được ba con trong ngày hôm nay. Thì một con đã lên đường rồi, đó là con MC100B, và đây là con Washington R8, mà con này con thứ ba em về. Con này về giá rất là tốt, là 25 triệu 500, chạy 4 móng KT88 và 5 móng rê. 6S N7, những dòng cao cấp, công suất lớn 280W. Đối với em này các bác chơi bass 40 vô tư nha, dư dủ luôn, như là những loa GB này, dòng Antes này, tăng noise, BVK, JBL vân vân, những dòng L100, Canterbury L65 vân vân. Và trước mắt các bác là cặp loa tăng noise M20G, đây là dòng loa Boxcel nghe nhạc trong phòng, cao là khoảng gần 50, ngang là 25, sâu cũng vậy các bác. M20G đẹp như đập thùng nha các bác. Còn cặp loa này giá là 12 triệu nha. Còn âm ly đèn Washington R8 là 25 triệu năm, sử dụng bấm KT88 nên là tiếng bass nó khá là khỏe, giá trầm cao mạnh, đặc trưng với dòng KT88. Rồi sau đây em mời các bác cùng nghe cho âm em nói nha. Về chăng em
em đứng đây chờ mãi, cho thân xác em thành băng. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.